Hôm nay là ngày 27 tháng 4 2020. Em xin giao lưu với anh em một lô mai con mai dảo từ 5 đến 12 cánh. Cây cao từ 50 xăng đến 70 xăng. Cây lô này thì rất là sung nha anh em. Em bảo đảm với anh em là hàng này là không có dính nước mặn nha. Cây thì nó bự thì tầm khoảng cây bút của mình đó. Loại này thì em uống rễ đều hết, cây nào cũng có uống rễ hết. Yeah. Yeah. Ba gang tay của em trở lên á. Đây. Nè. Yeah. Cây rất là sung. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em số điện thoại là 0966993277 để mình đặt hàng nha. Em ship là từ 50 cây trở lên, một đơn hàng em ship từ 50 cây trở lên nha anh em. Đó. Cây này rất là chuẩn. Cây nào mà dưới 50 thì em để lại. Cây thì tương đối là nó rất là sung. Cây này về anh em mình trồng hay là có số là anh em mình ghép được luôn. Số lượng vườn nhà em cũng không có nhiều, cũng vài ngàn cây thôi. Mình có hộp rồi đây, mình có nới ra bông rồi. Rồi anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em rồi mình đặt hàng nha. Dễ này thì quấn cũng đạt lắm.